rồi. Ôi mẹ ơi. Các anh em đừng có quay về dưới lên nha. Hái được 2 thùng. 3 thùng. 3 thùng. 2 thùng. 2 thùng. Hai lúa, hai lúa à, chồng của chị hai, chồng của chị lúa. Hai nguyên rổ, vú sữa đi về cho anh Ba Nhăn. Nè, quay ba hai lúa, hai sữa kìa. Nè, ba hai lúa à, đó. Mình trên đất nhà nè mọi người, không đó. Thấy không, thấy không? Đó, thấy, thấy, thấy. Áo vàng, áo vàng. Màu nổi quá hả? Đó, đang hái nguyên chùm kìa, thấy không? Nè mọi người ơi. Mọi người ơi, ba trái luôn kìa. Đứt tay thấy cái dao không? Trời ơi, nó giật hay á, nó giật rớt mày. Ờ, mẹ giật rớt hết trơn trời. Ờ, mẹ giật rớt sống luôn. Đây, mẹ, mẹ của anh chàng hái lúa à. Sáng giờ hái được một mâm mọi người. Mới có, sáng giờ đâu tới giờ, mới có nửa tiếng hồ thôi à. Cây vú sữa này cũng nè nè anh thấy này, trái này nè, cái này nè, cái này cây này cũng cho trái nhiều lắm nha mọi người, ngay tay luôn nè, tay trái này luôn nè, tóm lại là nó chín hết trơn rồi nè, cái này không ai bẻ đi rồi ấy mới gì với cho mấy nhỏ ăn, mấy nhỏ không ăn nữa, sống ăn hái về đi rồi. Tết bữa không hái mấy trái về nó có mong lớn. Bà chọc chọc cái gì vậy? Chọc chọc hái. Quá trời hớt mê. Ui. Nặng lắm anh Nam ơi, hai nữa được ta. Nặng lắm. Nè. Đừng dối dối nè, chồm chồm. Được không? Phá gì nó cào, con gì nó cào. Cọ vô nhà. Cọ vô. Đây, trái này chín rồi ấy. Ba ăn một đồng rồi. Đó, mở nhẹ nhẹ. Bể. Mày nha mày. Bạo lực. Bạo lực dữ mày. Rồi. Ôi mẹ ơi, uổng quá. Rồi. Quá trời uổng rồi. Đã chín rồi. Bể ướt ướt đồ hết trơn kìa. Rồi rồi. Rồi. Chưa chưa không? Để nè. Rồi đâu. Chờ sao? Để muỗng múc ăn đi, đừng dừng ăn, lấy muỗng múc ăn. Để múc ăn. Ừ. Để muỗng hai trái nữa không nè. Ôi trời ơi. Bụi á, chừng bụi. Chừng bụi. Chụp liền lại lên. Con né cái dao nha, cái tay kìa. Thì cái tay con. Ừ. Này chín hết trơn. Ừ. Bỏ vô, bỏ xuống đi con, nhìn nhẹ nhẹ thôi. Bỏ xuống, ừ, bỏ xuống. Đem vô đi, đem vô cho nó ăn đi. Rồi, được rồi. Mấy trái nó bự kìa mà lẻ mà cao quá. Không có. Cái trái này nó bự nhưng mà nó ăn. Múc lên này nè. Ừ. Chọc không có lắm. Quá trời chín luôn à. Ảnh không anh chạy hả? Anh chạy lẹ hơn. Thôi giờ không tới rồi. Tao có để anh hái đi, anh chèo cây đi. Rồi mọi người ơi, hai lúa xuống mọi người ơi. Đây đây đây, anh chàng hai lúa nè. Ê các em đừng quay về dưới lên nha. Trời ơi mệt quá. Trời ơi. Có thấy gì đâu mà lôi dữ dữ nữa. Đó. Rồi để mẹ lên. Thành quả của anh hai lúa hai thùng với sữa đây nha. Trên nóc nhà á mọi người. Tập trung với sữa năm nay, tập trung cho ở trên nóc nhà. Thật khổ vậy đó má. Ôi trời quá trời rồi má ơi. Coi chừng. Con đứng kẹo con dính than cho nó kìa. Con uống cho mẹ. Rồi chắc cái đi. Chắc cái đi nha. Chắc cái đưa 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 cái thùng. Đừng 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 đừng. Thôi sao nhẹ quá vậy nè. Hả? Đừng.
bả đòi hái chịu nổi không, ý là nó chín rồi thì để làm gì hái, nó chín để con chín ổn không phải nhiều quá sao mà chở hết đó chứ. Phương lấy gì một mới nữa đi, để giờ chị hái được quả, quả được nhiêu quả khả năng con xe chất được nhiêu chất còn nhiều chín bóng lưỡng chứ. Đi ăn đi con, không có biết làm mà. Để lên mẹ nè, đem lên để mớ mẹ, để mẹ ăn. Cái này sống nhà hồng hồi ơi. Chết chừng rồi mẹ con hái luôn á. Không đùm nè, cái này thôi. Cái này chín nè. Kệ đi ăn sao đâu. Trời không sao gì sống nhà ăn gì được không. Phương hái bài luôn hái hả? Ừ, nãy giờ mấy đùm. Luôn hái tào lao không mọi người. Bốn giờ nha. Nó xạo bà cố thiệt chứ. Đó là đẹp không? Đẹp. Ô đừng ra đừng 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 có nhặn xuống. Dập á dễ dập lắm. Ừ, đừng có nhặn, có đừng có nhặn. Hôm nay nhà hai lúa ăn Tết có cây vú sữa này rồi. Cho thu hoạch nhiều trái. Bể nắp sao? Nè. Bóng lưỡng da da nè. Anh hai lúa hái được ba trái rồi, hai lúa mừng rỡ. Cho nắp nhà nhiều lắm mọi người ơi. Nè để hai lúa đem lên nhà cho mọi người coi. Hai chào mọi người, bây giờ mình đã chuyển camera lên trên nóc nhà nè mọi người. Đó. Cái này chín hết trơn rồi, cái này ra giá hết trơn rồi nè mọi người ơi. Chín hết trơn rồi. Nãy mình hái trên đây khoảng 2-3 thùng rồi đó. Quá trời luôn. Cái này nằm sắp sắp đây là chín hết trơn rồi. Này mọi người chín rồi. Để mình hái trái này luôn. Cái này chín rồi nè mọi người. Quá, wow, chín luôn rồi. Quay cái này chín rồi. Để ăn nữa bạn. Hình như nằm trên nóc nhà này chín hết trơn rồi. Nằm sát đây luôn nè mọi người, mình đang lọn với mấy tôn nè. Nè mình hái được hai đống rồi nè. Mất cái lá cây mà mọi người thấy đâu. Nhiều lắm mọi người ơi, chín trơn rồi. Ây da.
mệt quá. Mệt. Hả? Chưa, còn nhiều lắm. Về chỉnh bọc thì thiếu chai, bọc lấy bọc đi, bọc mà cho dày dày á. Về chỉnh rồi tính. Xong rồi mọi người ơi. Chèo nãy giờ hái được 2 thùng. 3 thùng. 3 thùng. 2 thùng. 2 thùng với 2 bọc. Thùng này với thùng này vô nha mọi người. Vô dễ chuyển vậy chỉnh. Đó, quá đã luôn. Khe vàng nha mọi người, bà chế. Bà chế ở Sài Gòn. Bà chế. Bà chế thứ 3 ở Sài Gòn đó mọi người. Sao má chai bự ra sao hái đây? Đó, má chai chín rồi đó. Đúng rồi. Má chai bự. Còn cái chế bự trên đây nè mọi người, mà nãy mình treo hái lóc nhà không à. Anh bắt cầu thang có anh đứng. Đây đưa anh hái thử coi. Bắt cầu thang hái thử. Bắt cầu thang rồi lấy cái lồng á. Thủy leo cây đó nha, chứ không phải con heo leo cây đâu. À. Hả? Mấy trái luôn hả? Trên nè. Dạ, bởi vậy mấy trái nó bự. Dạ, bởi vậy đó. Mấy trái nó mấy ngon á. Cái đó nhiều lắm đó con. Quá trời đẹp luôn. Bự bự không à. Lấy thôi đi. Này phải biết gọt quá, phải biết hụt quá, không thôi là rớt cái chân. Đường cái cuốn nó vô cái dao á, giật xuống. Nãy không thấy đường nha, không thấy dao làm rớt chưa. Bỏ vô bọc luôn nè. Ôi đẹp quá trời luôn rồi. Quá trời bự. Mê hả? Một đùm mấy trái bự á. Hụt hái mê mấy trái này. À, không về á, chị ăn được kia nạo ra thì bỏ nước đá. Đập nước đá sữa vô ngon. À. Lạnh nó cũng lạnh, ngon. Ừ. Có con trái ngoài bóng ờ kìa được luôn. Rồi. Rồi, chín rồi chứ, còn trái sống. Trái sống. Đây coi. Cái này coi dục cái này đi. Rồi mọi người, thấy sữa rớt. Lúa hái dởm quá, rớt hết rồi hết chưa, nhánh nó hết rồi thôi nha. Thôi được rồi.